Chào mừng các bạn quay lại với kênh Đam Mê Cá Vàng. Mình đã gặp nhiều trường hợp chú cá vàng của mình nuôi dù chăm rất là kỹ, cho ăn cũng rất là nhiều, nhưng mà không hiểu sao đột nhiên thì càng ngày á, thì cái bụng của cá lại càng teo ốm lại, nó kiểu giống như là dợp vô luôn á. Mình nghĩ rằng cũng khá nhiều bạn gặp cái vấn đề này, nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái nguyên nhân mà mình tìm hiểu được cùng với cách điều trị nha. Khi mà các bạn gặp cái trường hợp là bạn thấy chú cá của mình dần dần càng ốm đi á, cái bụng nó sẽ teo lại á, thì các bạn sẽ nghĩ đến 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên là có thể là do chú cá của bạn bị bệnh. Nguyên nhân thứ hai là do cá lấy thức ăn kém, có nghĩa là cá ăn thức ăn không có được á, hoặc là dành không có lại. Cái thứ ba là do nhiệt độ và chất lượng nước không có thích hợp với môi trường sống của cá. Cá vàng là một cái loại mà hấu ăn vô cùng, mà cũng bởi vì cái lý do đó nên là rất là dễ bị khó tiêu. Với lại là cái hệ tiêu hóa của nó cũng không có được tốt nữa chứ. Vậy nên là mình cần phải chú ý cái lượng thức ăn và cách cho ăn. Hơn nữa cũng có thể là do nguyên nhân là do môi trường này, bao gồm nhiệt độ nước, chất lượng nước. Vậy nên điều quan trọng ở đây là mình cần phải tìm hiểu cái nguyên nhân do đâu. Bây giờ mình sẽ cùng đi qua những cái nguyên nhân khiến cho cá vàng bị ốm nha. Nguyên nhân đầu tiên là do cá vàng bị khó tiêu, tổn thương nội tạng, bệnh từ bên trong. Như mình đã chia sẻ là cá vàng là một loài cá mà nó có hệ tiêu hóa, nó không có phát triển lắm á. Vì vậy nên nó dễ bị khó tiêu. Một khi mà cá bị khó tiêu thì không thể nào mà tiêu hóa hay là hấp thụ các chất dinh dưỡng của thức ăn được. Sau đó thì nó sẽ bị ốm thôi. Hơn nữa, khi mà nó bị khó tiêu thì cái thể trạng và cái hệ miễn dịch của cá nó sẽ bị giảm, do đó cá nó sẽ dễ bị bệnh. Và đặc biệt với các loại vi khuẩn mà kỵ khí như là aeromonas mình hay nhắc tới, thì nó sẽ dễ lây nhiễm từ đường ruột, và khi mà nhiễm cái vi khuẩn gây bệnh thì nó sẽ gây ra các bệnh khác như là bệnh sùi vẩy nè, rồi mắt cá sẽ nổi bong bóng, nói chung là rất là nhiều bệnh khác. Vào cái giai đoạn đầu của bệnh thì tại vì nó ốm dần dần lại mà mình sẽ không có nhìn thấy đâu, mình sẽ cảm nhận là nó không có khác gì so với bình thường hết. Nhưng mà khi mà cái vi khuẩn gây bệnh nó xâm nhập vào bên trong của con cá, thì do cái chất độc mà vi khuẩn nảy sinh sẽ tiến hành hoại tử cơ thể của cá từ bên trong. Và cũng từ đó mà các bệnh dễ thể hiện ra bên ngoài nó sẽ xuất hiện, như là sùi vẩy nè. Và khi như vậy thì cơ thể cá nó sẽ bị làm hư hại từ bên trong rồi, và cái khả năng phục hồi của cá nó trở lại phải nó rất là thấp. Với những cái trường hợp mà cá bị bệnh nội tạng thì cái tình trạng phân của cá sẽ phản ánh rất là rõ, do đó bạn cần phải quan sát cá mỗi ngày. Mình cũng từng làm một cái video mang tên là Phân là minh chứng cho sức khỏe của cá vàng. Mình có để hình ảnh của video ở đây, và các bạn có thể click vào phía bên tay phải ở trên để các bạn xem cho rõ ha. Nguyên nhân thứ hai chắc là các bạn sẽ không có ngờ tới được luôn đó, đó là cá nó không có bắt được thức ăn. Cá vàng thì nó có nhiều loại, và cũng có những loại mà nó rất là dở ở cái khoảng mà di chuyển để mà lấy thức ăn đưa vào trong miệng. Thì cái này nó không chỉ có ở những cái loài cá mà như là Ranchu hoặc là Ryukin. Các bạn nghĩ là những cái loại cá đó thì cái bụng của nó to, nó di chuyển rất là kém. Không chỉ những cái loại cá đó đâu, mà có những cái loại cá Ryukin là cái loại mà gọi là cái thân của nó hơi dẹp á, tức là nó sẽ di chuyển rất là uyển chuyển luôn. Nhưng mà những cái loại cá đó cũng có những chú cá nó cũng bị cái trường hợp đó là nên là khi mà các bạn cho những chú cá bị cái bệnh đó sống chung với các loài khác có thể ăn một cách bình thường được thì nó sẽ bị cướp thức ăn, và các bé đó sẽ tất nhiên nó không ăn được thì nó sẽ bị ốm đi thôi. Và bởi vì mình không có để ý, mình cứ cho ăn thôi, mình nghĩ là cái chú cá nó sẽ ăn một cách bình thường, mình không có quan sát được thì nó sẽ dần dần yếu đi và ốm. Do đó nên lúc mà cho ăn thì các bạn nên dành một xíu thời gian, các bạn quan sát xem là cái luồng thức ăn nó có đi hết với tất cả các chú cá hay không. Các bạn hãy quan sát kỹ một tí xíu nha. Hoặc là bạn để ý thấy cái bé cá nào mà nó ốm thì bạn hãy quan sát cái chú bé cá đó xem là nó có ăn được thức ăn hay không. Nguyên nhân thứ ba nè, đây là cái nguyên nhân mà cũng hay gặp, đó là do nhiệt độ nước và chất lượng nước không có thích hợp. Khi mà nhiệt độ nước nó cách xa quá so với cái khoảng nhiệt độ thích hợp của cá thì bắt đầu là cái chuyển động của cá nó sẽ dần trở nên khó khăn hơn, rồi nó sẽ cảm thấy trong người nó khó chịu. Hơn nữa với cái tình trạng chất lượng nước không có thích hợp, ví dụ như pH chẳng hạn, thì sẽ khiến cho cá bị stress và tiêu thụ năng lượng, và nó sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn bình thường để nó phải điều tiết lại cái pH của nó, nên nó sẽ dần dần ốm đi. Và khi mà nhiệt độ nước thấp á, thì cái khả năng trao đổi chất thấp, cá sẽ không có ăn nhiều. Hơn nữa, đối với cái trường hợp mà nhiệt độ cao quá thì cá sẽ bị kiệt sức. Và trong trường hợp mà không sử dụng cái dụng cụ điều chỉnh kiểm soát nhiệt độ thì bạn cũng nên chú ý cái vị trí đặt hồ cá sao cho nhiệt độ nước không có bị nóng quá. Thường á, đối với những cái trường hợp mà chú cá nóng đi, chú cá mà bị ốm đi á, mình xin lỗi, chú cá mà ốm đi á, thì là thường là do cái nhiệt độ nước nó quá cao. Kèm theo đó thì tùy theo mùa mà mình cần phải thay đổi cách cho ăn, cần phải cân bằng lại cái lượng thức ăn vào mùa nóng, cần cho ăn, ví dụ mùa nóng mình có thể cho ăn nhiều hơn, nhưng tuy nhiên vào mùa lạnh hoặc là trời mưa khi mà nhiệt độ nước giảm xuống á, thì bạn cần phải cân bằng cái lượng thức ăn nó giảm xuống, không cho ăn nhiều. Vậy nên là cái sự biến đổi khắc nghiệt của nhiệt độ nó sẽ làm hao tổn cái thể trạng sức khỏe của cá rất là nhiều. Mà không chỉ là cá vàng đâu nha, mà cá cảnh nói chung luôn á, nó cũng bị ảnh hưởng nữa, nên là các bạn cần phải chú ý. Tiếp theo là chắc là cái phần mà các bạn mong chờ nhất, đó là đối với những chú cá bị ốm thì mình cần phải xử lý như thế nào. Đầu tiên nè, cách đơn giản nhất luôn á, đó là cho ăn trùng. Trùng thì các bạn biết là cá vàng và cá cảnh nói chung thì nó rất là thích đồ ăn sống, như là trùng á, phải nói là nói tới trùng đó là thức ăn gọi là bậc nhất của cá cảnh rồi, bởi vì tụi nó thích ăn trùng kinh khủng luôn. Ăn á, tụi nó có thể nhai một cách dễ dàng nè, rồi cái chất dinh dưỡng các thứ trong trùng nó cũng tốt cho cá nữa, nên là trùng là một cái gọi là một loại thức ăn lý tưởng để mà lấy lại cái sự gọi là sức khỏe cho cá. Và tất nhiên á, khi mà cá ăn thức ăn sống thì sẽ dễ làm bẩn nước, nên bạn cần phải cho ăn sao đừng có để nó dư lại. Bởi vì một khi mà dư lại rồi á, mà các bạn không có dọn á, thì cá nó còn thảm hơn khi mà các bạn không có cho ăn nữa. Cái này các bạn biết mà đúng không, mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi nên là mình sẽ không có nhắc lại ha. Rồi cách thứ hai là bạn cần phải cách ly cá ra, cách ly cái chú cá mà ốm á, ngâm muối và quan sát tình hình. Các bạn đừng có cho ăn nữa, bây giờ các bạn chỉ quan sát tình hình đó thôi. Thì cái trường hợp mà cá ốm do suy nhược á, thì bạn cần phải tách ra và cho ngâm muối, nó cũng có tác dụng rất là nhiều. Thì trong cái bể muối á, là do cái nhiệt độ muối, do cái nồng độ muối trong bể á, nó sẽ cùng mức với lại cái lượng muối, nồng độ muối trong tế bào của cá, và cá nó bơi trong đó, nó sẽ hỗ trợ cho cá điều chỉnh cái áp suất thẩm thấu và tiết ra các chất độc. Và đây là một cách khiến cho cá phục hồi rất là nhanh. Mà bởi vì dường như cách này quá đơn giản nên là dường như chúng ta hay bị quên đi á. Mỗi lần mà cá bệnh nó là cần một cái loại thuốc gì đó cao siêu lắm để cho cá nó mau bình phục. Nhưng mà thật ra ngâm muối đó là một cái bước đầu tiên cơ bản, và cũng là một cái bước hiệu quả nhất cho chú cá của bạn mau hồi phục. Mình có một cái video mình làm và mình cảm thấy nó rất là đầy đủ mà cũng rất là hay luôn á nha. Đó là cái video tác dụng của muối đối với cá vàng. Mình có giải thích cái cơ chế hoạt động của muối đối với cá vàng khi mà cá vàng bị bệnh á. Mình để link ở trên phía bên phải nha. Ở trên á, các bạn có thể click vào để xem ha. Trong trường hợp mà cá nước ngọt như cá vàng á, thì mình sẽ ngâm cá với cái bể muối nồng độ là 0,5% là ok nhất. Với lại là một cái nữa là bởi vì khi mình tách ra như vậy á, thì mình có thể theo dõi cá ăn nè. Mình sẽ dễ nhìn thấy được cái tình trạng của phân cá. Bởi vì như mình nói á, là cái phân cá nó sẽ phản ánh được cái tình trạng sức khỏe của cá. Và nhìn cái phân cá mình sẽ biết được là cái chú cá nó đang bị cái nội tạng ở bên trong nó đang bị cái trường hợp nào. Nhưng mà nước muối thì nó rất là dễ bị bẩn, kiểu nó bị thiêu á. Nếu mà các bạn ngâm xong các bạn chỉ để đó thôi, các bạn không có quan sát gì hết hoặc là không có thay gì hết, thì cái nước muối nó dễ bị bẩn, dễ bị thiêu lắm. Nên là các bạn cũng cần phải theo dõi cái chất lượng nước lúc mà ngâm cá, chứ bạn không có thể nào mà để đó rồi cứ để ngâm như vậy và cứ trông chờ nó hết thì cũng không được ha. Cách cuối cùng nè, đó là cái phương pháp thứ ba, đó là mình sẽ trung hòa nhiệt độ nước và thành phần nước. Nãy giờ mình hơi nhầm đúng không? Hình như là những cái cách xử lý của mình nói ra nó sẽ ứng với các trường hợp mà mình nêu ra ha. Thì đối với cái trường hợp mà do nhiệt độ nước và thành phần nước thì mình cần phải trung hòa lại. Trường hợp mà các bạn nuôi cá mà không có sử dụng cái dụng cụ điều hòa nhiệt độ nước á, thì bạn cần phải chú ý cái vị trí đặt hồ cá và cái phạm vi cá để mà nó có thể sống được á, là nó sẽ từ 1 đến 35 độ. Và cái nhiệt độ để mà cá cảm thấy vui nhất á, bởi vì trong có những cái khoảng nhiệt độ mà cá nó sẽ tăng động rất là nhiều, bởi vì cá nó rất là thích cái nhiệt độ đó, đó là khoảng nhiệt độ từ 24 tới 27. Mà nếu các bạn đang đặt hồ cá ở một cái vị trí mà cái nhiệt độ của nó ngoài cái phạm vi mà mình nêu á, đó là từ 1 đến 35 độ á, có thể là do ánh nắng chiếu vào quá nhiều nè, thì bạn nên di chuyển hồ cá tới một cái vị trí thích hợp hơn, có bóng râm. Hơn nữa vào mùa lạnh là mùa đông á, thì cá nó cần ngủ đông, thì các bạn có thể chuẩn bị nước xanh cho cá. Nếu mà khu vực bạn mà lạnh quá á, thì bạn có thể sử dụng sưởi và điều chỉnh ở cái mức độ là trên 20 độ là ok. Rồi ok, bây giờ cuối cùng mình sẽ tóm tắt lại nè. Tóm lại, nếu mà bạn cho cá đầy đủ mà cá thấy cá vẫn ốm nhôm á, thì bạn cần lưu tâm đến 3 điều sau. 1 là cá bị bệnh nè, 2 là do cái cá thể của cá nè, 3 là do cái môi trường. Đó, thì bạn chỉ cần quan tâm đến 3 cái điều đó thôi. Và bạn sẽ quan sát mà xem tình hình cái nguyên nhân nó như thế nào và xử lý. Ok, vậy là cái video hôm nay cũng kết thúc rồi. Mình thấy là cái video hôm nay cũng khá là đơn giản. Nói tới cá thì nó cũng chỉ xung quanh những cái vấn đề đó thôi. Tại mình nghĩ là nhiều khi là mình thấy là cái chú cá vàng của mình nó bị ốm á, thì mình nghĩ là do nó bị con gì cắn, hoặc là nó bị cái virus nào, nó bị nhiễm cái virus nào đó. Nhưng mà thật ra là không phải. Nó bị những cái xung quanh đó thôi. Mình chỉ cần điều tiết nhỏ lại, mình chỉ cần quan sát nó nhiều hơn, chỉ cần điều tiết cái môi trường đó ổn là một tí xíu là sẽ ok thôi. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Đam Mê Cá Vàng. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.